Alo. Dạ em chào Alo. Ừ, chị chào em. chị. Dạ giờ này chị rảnh chưa? Chị đành rồi. Em định hỏi chị về câu chuyện của anh Hàn Thái Tứ phải không? Dạ. Nhưng mà chị muốn nói trước là đây là một chuyện trao đổi rất ngoài lề. Chỉ là nhân cái câu chuyện này chúng ta sẽ nói về một câu chuyện rất là vui thôi. Tức là thế giới phụ nữ và thế giới đàn ông. Và đàn ông với phụ nữ thì như sao Hỏa, như sao Kim vậy. Và câu chuyện là cái kẹt của một người đàn ông trong thế giới phụ nữ thì nó như thế nào. Đồng ý không? Chúng ta sẽ không không sử dụng bài này như một cái kênh gọi là truyền thông chính thức, nói những cái chuyện gọi là nghiêm túc. Em đồng ý không? Dạ đồng ý. Thì em có vài cái câu hỏi muốn hỏi chị như thế này nè. Chị có xem cái đoạn clip của anh Hàn Thái Tú rồi đúng không? Chị xem rồi. Thì trong cái đoạn clip á, em thấy cái khuôn mặt của anh Hàn Thái Tú có vẻ rất là khó chịu. Như kiểu mà anh ấy đang mà trong một cái thế kẹt nào đó. Nếu là một cái người phụ nữ thì chị có ý kiến gì về cái việc này không? Ai cũng nhận thấy điều đấy. Ai cũng nhận thấy vẻ mặt rất là nhăn nhó nhưng mà cố gắng gọi là cố gắng bình tĩnh của anh Hàn Thái Tú. Đúng kiểu như là nói vui là tôi lạy mấy má, hãy để cho tôi yên. Mấy má ở đây thì có thể là tất cả các má ở trên đang gọi là lao sao. Anh ý kiểu đúng như anh ấy nói là tôi phải đi kiếm tiền chứ tôi không định đi kiếm chuyện. Và cũng cũng phải, tức là anh ấy không nghĩ rằng anh ấy sẽ bước vào câu chuyện này theo cách mà phải lên trình bày như thế. Thực ra là bởi vì ban đầu anh ý ý muốn của anh Hàn Thái Tú là rất là nhân văn và rất là đúng thôi, nó không có cái gì để phàn nàn cả. Anh ý hoàn toàn là nói thật, nhưng nói thật tức là anh ý nói thật ở đây là thế này: anh ý mong muốn là cho bé Helen được phần nhiều hơn, bởi vì anh ấy xuất phát từ một câu chuyện rất một ý muốn rất là nhân văn thôi, cũng giống hệt như anh Vân Quang Long hồi còn sống. Tức là anh Long hồi còn sống thì rất là thương yêu cả ba đứa con như nhau, nhưng mà như chị Mimi đã nói, tức là anh ấy luôn luôn lo lắng cho Helen. Và anh Hàn Thái Tú cũng hiểu cái di nguyện đấy của bạn mình. Và anh ý trong cái sắp xếp của anh ý thì rõ ràng là anh ý muốn dành cho phần Helen phần nhiều hơn, nhưng mà làm thế nào để phần nhiều hơn mà để mạng không nói thì anh ý cũng đã chia sẻ rất ngay từ đầu là với cả chị Mimi hay mọi người, anh ý không hề có cái gì, tức là anh không có lợi lộc gì trong này cả, anh ý cũng chẳng phải đánh bóng tên tuổi gì cả. Chị anh ý đã chia phần ra làm 3 phần với cho Helen được nhiều hơn anh chị ruột của mình gấp đôi cơ. Nhưng mà chị nghĩ là cả chị Ái Vân với cả hai bác cũng đều đồng lòng với cách chia này. Là bởi vì sao? Là chị Ái Vân thì dẫu sao cũng có kinh tế ổn định, và chị ý cũng là một người mẹ rất là đảm đang, thành ra là chị có thể lo được cho hai đứa một cách rất bình thường. Nhưng mà Linh Lan thì cô ý cũng đang sống nhờ trợ cấp của chính của anh Long là chính, và cô ý chưa có một công việc làm ổn định. Thế thì nếu mà bây giờ anh Long mất rồi thì cô bắt đầu tự lập thì cũng phải để cho cô có một cái thời gian thì mới có thể tự lập được chứ, không ai có thể làm ngay ra được. Thành ra là một cái khoản chi phí lớn hơn một chút thì cũng là để gọi là nó phù hợp và nó giúp ích cho tất cả mọi người, và chẳng ai có thể, chị nghĩ là không một ai phàn nàn về anh Hàn Thái Tú chuyện đấy cả. Có lẽ chúng ta người ngoài thì chúng ta cứ so đo này kia, chúng ta phải chia làm 5 phần 3 phần, nhưng thực sự người trong cuộc người ta không như thế đâu. Em cũng thấy chị Nhi nhắc đi nhắc lại là gia đình rất thương Helen. Và nếu mà chúng ta để ý một chút nữa là trong cái clip mà anh Phan Phong quay trực tiếp ấy, mà cái chuyện mà cái vụ là bác gái gạt tay bà là nói với cả chị Linh Lan là thôi thôi để sau cái này thì bây giờ bác bối rối lắm ấy, thì đến một cái cảnh đó là chị Linh Lan và chị Ái Vân có gặp nhau khoảng một chút gì đấy, họ nói thì chị nghe cố gắng nghe, chị nghe lại mấy lần thì chị mới nghe được họ nói. Thì đại loại Linh Lan cũng rất là, lúc đấy thì Linh Lan rất là có ý thành, em cũng biết những cái gì mà em có sai, có cái lỗi sai rồi, có những cái trước đêm sai rồi. Thì chị Ái Vân cũng nói là từ từ mọi việc sẽ tính, mọi việc dần dần sẽ tính. Và chị Ái Vân có một nói một câu này là em biết là chị đã làm từ thiện từ rất là lâu rồi, huống chi đây Helen là con của anh Long, chị sẽ có trách nhiệm lo cho Helen. Thật ra là không ai để ý câu đấy bởi vì mọi người rất là khó nghe, nhưng chị, bởi vì là chị là phụ nữ và chị rất là quan tâm đến chuyện này, thì chị đã nghe được điều đấy. Thì
Ý của chị nói là cái ban đầu của anh Hoàng Thái Tú về cái chuyện chia cho Helen cái phần nhiều hơn ấy là một cái chuyện rất bình thường, một cái chuyện rất là đúng đắn, rất là không có gì phải phàn nàn cả. Thế sao anh ý lại bị mọi người lên án? Là bởi vì anh ý không ngờ rằng anh ý kẹt vào một cái thế giới phụ nữ. Bây giờ phải nói qua một cái thế giới phụ nữ như thế nào. Tức là em biết rồi, phụ nữ là một là những con người được ông trời phú cho một số đặc tính rất là kỳ lạ. À, ví dụ như là phụ nữ sẽ gây ra tai nạn giao thông ở những bởi vì những lý do rất là lãi nhách, như là cô ấy có thể đang đi trên đường này và cô phanh gấp lại chỉ vì là bên kia đường có một cái chốt thời gian vừa ý. Hay là phụ nữ thì có một đặc tính là hay nói dối những điều tử tiết. Em sẽ để ý là có khi không phải là phụ nữ muốn lừa dối ai đấy đâu, mà đơn giản là phụ nữ có một cái thiên hướng đấy, và phụ nữ rất hay quên, họ rất hay quên và họ hay lắc cà. Ví dụ đàn ông đi đến điểm A đến điểm B thì chắc chắn là sẽ từ A đến B, giải quyết câu chuyện thì cũng sẽ từ A đến B. Nhưng phụ nữ thì có thể từ A đến B là phụ nữ sẽ ly la cả chỗ này chỗ kia, hoặc là từ trên đường A đến B chị ý gặp một vụ việc nào đấy hay một cô bạn nào đấy là có thể lại chuyển sang điểm C. Mọi thứ của phụ nữ nó rất là nhanh chóng thay đổi. Thế thì trong cái chuyện này anh Hàn Thái Tú, anh không anh rất là thành thật, anh ấy cũng chuyển tiền vào về và chị biết là chuyển tiền chuyển về ngày 13 tháng 1 và giao cho chị Ái Vân, và sau đấy thì hai bên có thảo luận với nhau là thôi để mọi chuyện nó êm xuôi thì sau 49 ngày lúc đấy việc nó cũng vãn và tinh thần nó cũng ổn định trở lại đấy thì mình chia tiền. Thế nhưng mà tại sao lại tự nhiên lại có cái chuyện là chia trước, là bởi vì chẳng chúng ta không cần phải giấu giếm gì nữa, chúng ta chắc chắn một điều rằng chị Linh Lan thì không ưa gì chị Trinh, và chị Trinh thì cũng không ưa gì chị Linh Lan, và chị Linh Lan thì cũng ưa không tạm thời là bây giờ rất là ghét chị Ái Vân, và chị bây giờ Ái Vân lại rất là điên Linh Lan. Điều đấy là rất là thật, thế giới phụ nữ đang hiện giờ như thế. Thế thì anh ấy không nghĩ rằng cái việc là đưa cho chị Trinh rồi là xảy ra cái chuyện là này kia nó sẽ có vấn đề. Linh Lan thực sự là có cần tiền đến mức độ là cần phải có ngay trước Tết không? Chị nghĩ là không, bởi vì cô ý tài khoản cô ấy có thể bắn tiền 100 triệu ngay chỉ trong có một vài phút, tức là cô vẫn luôn luôn có một cái sẵn lượng tiền mặt, cô ấy có thể từ thiện rất là nhiều tiền, ví dụ mấy chục triệu, thì có nghĩa là cô không túng thiếu quá tại thời điểm này. Thế tại sao cô phải rất là vội vàng để lấy cái tiền này, mà ban đầu thì cô lên trên mạng cô nói là không cần, thế là bởi vì cô ghét. Chị nghĩ là cô đang ghét, cô muốn nói, cô đang muốn, chị ý đang trong khi mà ghét thì chị tìm những một số những cái gọi là bày hành bày tỏ ấy. Thế là cô mới cần tiền và cô nói với anh Hàn Đại Tú là cô cần tiền. Có thể chị không biết là lý do gì mà Linh Lan đưa ra, nhưng chị chắc chắn là cô ý còn nói rằng lý do cô cần tiền. Anh Hàn Đại Tú mới bảo là ok vậy thì anh sẽ chuyển trước cho em. Thế chúng ta đã thấy là ở đây là có cái sự gọi là vì ghét mà chúng ta làm, là vì ghét mà Linh Lan làm. Thế rồi chị Trinh cũng vậy, chị Trinh gọi một hai cuộc không được. Thế là đáng nhẽ ra là một người đàn ông thì nếu mà trong cái tình hình nhạy cảm này, chị Trinh sẽ chuyển tiền cho bằng được để tránh dây dưa đến mình, để tránh bị ảnh hưởng là bên mình gom tiền. Nhưng chị Trinh thì cũng bực mình, mi đã không cần thì tao cũng cấp cần chuyển cho mi, tao gọi cho mi 2 lần rồi. Thú thực là chị trước 2 cuộc mà quay phim là chị biết là chị mi chị Trinh còn gọi 4 5 cuộc rồi cơ. Thế thì bạn chị Trinh nên nói rằng thôi bây giờ phải quay đi, bởi vì nhỡ đâu cơ sau này lại không có bằng chứng là mi gọi chị gọi thì sẽ có rắc rối, tình ra chị Trinh mới quay. Thế nhưng mà quay xong không gọi được không được là chị Trinh bỏ về quê luôn, và đúng là hôm đấy là 10 ngày Tết đấy. Như như chị nói với em, đàn ông thì họ sẽ có thể là họ sẽ trao đổi cái việc chuyển tiền rất là nhanh chỉ trong 1 giây, mặc dù ghét nhau hay không đi nữa thì họ cũng có thể là họ sẽ diệp gì ra diệp đấy, nhưng phụ nữ thì không thế. Trong cái việc là chị Trinh để như thế thì cũng đâu đấy là dạ, cũng thấy là chị Trinh cũng không có khi gọi là cũng không cần thiết là phải chuyển tiền ngay cho chị Linh Lan. À, thế là chị Linh Lan mới cũng sử dụng những cái tiểu xảo của chị Linh Lan, là chị Linh Lan gọi cho anh Tú nhắc, chị chắc chắn là có điều đấy, và anh Tú cũng gọi cho chị Ái Vân nhắc, và chị Ái Vân xong rồi gọi cho chị Trinh nhắc là đến là chuyện là sau Tết. Thế mỗi một lần gọi như thế thì họ cũng thỏa mãn được một cái gì đấy, kiểu như là họ muốn thể hiện ra đấy nhá, em rất là kiểu sẵn lòng nhưng mà phía bên kia là không, kiểu như là không hợp tác. Hẳn em với những cái ông nào mà làm việc với sự nhiều phụ nữ thì các ông rất là hiểu điều này. Đôi khi là mọi việc nó chẳng có cái gì mà chỉ là do các bà ý không thích nhau, các bà ý việc việc nó sẽ kéo dài rất rất nhiều.
Thế thì trong trường hợp này cũng thế, tức là đây là một cái đặc tính của phụ nữ, mà nhất là cái đặc tính này nó sẽ nổi trội hơn rất nhiều, nó phức tạp hơn rất là nhiều khi các phụ nữ đã đang ghét nhau. Thế là anh Hàng Thái Tú thì anh ấy rất là thành thật khi anh trả lời với cả chị Linh Lan trong một cái điện thoại về để câu chuyện là chị Linh Lan muốn cảm ơn các anh em mình kia. Như chị Linh Lan có nói, tức là chị Linh Lan cũng rất là khéo, chị gài, chị không phải gài mà chị hỏi một cái câu là để xác nhận về cái câu chuyện là tiền cúng điếu hay là tiền quyên góp. Thì thực sự từ ban đầu mình có bao giờ mình có nghe thấy ai phân biệt cái này đâu. Em rõ ràng là ban đầu thì mọi người cũng chỉ nói về tiền cúng điếu của anh Vân Quang Long, chưa có ai chia thành hai khái niệm đâu. Nó mới xuất hiện gần đây. Và nó xuất hiện gần đây là từ phía các kênh YouTube bên vực chị Minh Lan. Chả hiểu sao có ông nào đấy, cao nhân nào đấy bày cho chị Minh Lan điều đấy. Cũng có thể ông bày là để giúp là chị Minh Lan sẽ có, ông sẽ nghĩ là chị Minh Lan như thế thì chị Minh Lan sẽ có phần nhiều hơn. Thế nhưng mà nó là thuật ngữ nó đẻ ra như thế, và anh Hàn Thái Tú không biết được những chuyện đấy, bởi vì anh không có thời gian để lên mạng để xem tiến trình diễn biến của sự việc hàng ngày như thế nào như là các chị em. Thành ra là khi anh ấy trả lời thế thì khi Linh Lan hỏi thì anh ấy trả lời rất là đúng sự thực. Anh đã nói rằng cái khoản tiền này là hoàn toàn là tiền anh kêu gọi để cho giúp đỡ mẹ con em, và em hoàn toàn có thể nói như thế, đây không phải là tiền phung điếu không sử dụng vào trong đám ma. Câu đấy của anh hoàn toàn chính xác. Nhưng trong một cái clip dài của chị Linh Lan thì nó lại sang một cái câu chuyện khác, và post lên tại ở một thời điểm cực kỳ khác, đó là chị Linh Lan phản biện lại chị Trinh. Em thấy câu chuyện nó hoàn toàn khác nhau rồi, đúng không? Anh ấy nói thật mà cuối cùng trong cả một câu chuyện thì nó đã biến đổi. Phụ nữ là như vậy. Và nhất là khi những người độc giả lắng nghe Linh Lan, phần lớn lại là phụ nữ nữa, họ sẽ suy diễn theo cách của họ. Chẳng hạn với những chị em, rất là nhiều chị em hàng nàng rất là nặng nề, mặc dù có những chị em đấy biết biết anh Hoàng Đại Tú là anh phản bội ông bà, anh không bảo vệ bố mẹ bạn anh, nhưng mà chị nói thật là Hàn Thái Tú không hề định như thế. Tất nhiên là trong cái câu chuyện này có một chút gì đấy, chị thấy là Hàn Thái Tú vẫn đang giấu cho tất cả. Chị biết là Linh Lan có gọi điện sang cho anh Hàn Thái Tú hỏi về chuyện tiền, nhưng Hàn Thái Tú, trước mặt mọi người thì Hàn Thái Tú luôn luôn biết cách bảo vệ các phụ nữ đấy, và anh ấy nhận cái phần thua thiệt về mình và anh ấy bị tấn công, rất là tội nghiệp anh ấy. Bây giờ chị nghĩ là đây là một cái thế kẹt, nó rất là buồn cười, và nó cũng cho thấy rằng nó là một câu chuyện xã hội thôi, tức là phụ nữ chúng ta thì luôn 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 phức tạp như vậy. Khán giả thì lên án anh Hàn Thái Tú rất là gay gắt suốt cả một ngày đêm, nhưng khi anh Hàn Thái Tú có một cái livestream hôm nay thì phần đông đã nguôi bớt và mọi người lại thôi, có nghĩa là thôi bỏ qua cho anh Hàn Thái Tú. Tức là phụ nữ là như vậy, cơn giận và cơn điên của họ, xin lỗi, cơn hâm của họ nó cũng rất là dễ nhanh nếu như là chúng ta biết cách nói chuyện một cách chân tình từ trái tim, và cũng có một cái thông điệp rất là nghiêm túc với cả họ. Còn tất nhiên đây là câu chuyện mà hôm nay chị cũng nhận thấy ở ở nhà của một cái anh nào đấy, ở bên một anh nào đấy, anh ấy rất thắc mắc về câu chuyện này. Anh bảo là rõ ràng là có vấn đề gì đấy, nó cứ trục trặc như vậy trong cái vấn đề chuyển tiền. Thật ra là cái chuyện chuyển tiền đấy nó có những cái lý do khách quan và chủ quan, nhưng nó rất là nổi bật lên những cái tính cách của phụ nữ. Chẳng hạn cô Linh Lan cô post số điện thoại đấy trên trên mạng thật, trên cáo phó thật, để cô bảo mọi người liên lạc, nhưng mà 1 phút sau cô có thể thay đổi là cô thấy là phiền phức, nhiều người gọi quá khiến cô không nghe điện thoại đấy nữa. Nhưng mà đến khi mà chị kia thì không biết, lại cứ gọi theo số đấy. Tức là phụ nữ không hành xử một cách nó dễ hiểu như đàn ông, nó luôn luôn một cách rất là biến đổi. Đây là một câu chuyện vui thôi em. Đây là một cách là chúng ta đã thấy là nó thể hiện ra là nếu như có điều chị muốn nói rằng phụ nữ và đàn ông thường khác nhau như vậy, và trong câu chuyện này thì chúng ta cũng nên để nó chìm xuống thôi. Đây là một câu chuyện rút kinh nghiệm. Chị không tin là tất cả những người có liên quan như là Linh Lan, như là chị Ái Vân, hay là chị Trinh, hay là anh Hoàng cái Hàn Thái Tú, hay là ba mẹ chỉ vì 113 triệu này mà có những cái gì mục đích gọi là về lợi ích về tiền bạc là không có. Những cái gì mà các anh Lục Tàng hay anh Sam nói rằng bên này thế này ỉm tiền đi để mà vì cái gọi là lãi suất ngân hàng hay là cái gì là không có đâu. Họ thực sự là muốn thoát khỏi, nhưng mà đâu đấy là trong cái cách mà họ hành xử hoặc là họ giải quyết công việc ấy, phụ nữ bao giờ cũng rất là phức tạp hơn đàn ông. Huống hồ họ đang ghét nhau nữa. Chắc là không ghét nhau thì chị Trinh đã cố gắng chuyển cho bằng được cho Linh Lan rồi. Và nếu mà là Linh Lan không ghét chị Trinh ấy thì có khi là Linh Lan đã nói là thôi được rồi, vậy thì em đã hiểu là đâu đấy là giữa có điện thoại nó trục trặc cái gì thì thôi, em cảm ơn chị đã giúp em. Thì thôi em đã nhận được tiền rồi thì thôi, những cái gì mà chị đã giúp em mà chị phiền hà thì thôi em xin lỗi. Không có cái gì, thực ra là một lời như thế rất là chân tình với nhau. Nhưng bởi vì là đang ghét nhau, thành ra là nhân chuyện đấy lại lôi bao nhiêu chuyện khác ra nữa, thậm chí lại còn ám chỉ đến chị Ái Vân nữa.
Bởi vì rõ ràng là chị Ái vẫn là người nhận tiền mà, ban đầu. Đấy, tức là phụ nữ thường bị cái cảm xúc của mình dẫn dắt, dẫn tới là mình giải quyết công việc, giải quyết sự việc, giải quyết mâu thuẫn nó không theo lý trí, mà nó theo cảm xúc. Nên chuyện gì mà dính dáng đến phụ nữ rất yêu hòa bình, nhưng mà chuyện gì mà dính dáng đến phụ nữ là thường khó giải quyết hơn nhiều. Chị chỉ muốn nói với em như thế, và chị nghĩ là qua câu chuyện này thì chúng ta cũng sẽ có một cái bài học vui vui, đó là về chuyện tiền bạc thì phải nhanh chóng giải quyết, hoặc là phải luôn luôn có chứng cứ để mà rõ ràng về chuyện tiền bạc. Và cái thứ hai nữa là khi mà các bà đã đang gọi là đang chiến tranh ấy, thì các ông đứng đằng xa ra, bởi vì ông sẽ có thể bị cuốn vào cái câu chuyện đấy một cách rất là khổ, gọi là trông rất là khổ sở, như anh Hàn Thái Tú trong ô tô sáng nay. Thì qua cái lời nói lúc phút ban đầu của chị thì đây chỉ là một câu chuyện ngoài lề, thì mình cũng xin đính chính với quý khán giả luôn, thì một câu chuyện ngoài lề thôi nhé, không có Đúng rồi. nhằm mà công kích một ai hết, chỉ nhằm phân tích một cái câu chuyện xã hội. Thì Đúng mong rồi, chị rằng cũng muốn là thế. tất cả quý khán giả cũng là cô chú anh chị em xem video sẽ hiểu cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Em cảm ơn chị đã chia sẻ cái tâm sự của mình nha. Chị cảm ơn em, chị chào em nhé. Dạ, chào chị.